anh ở Long Hải anh bơi qua. Dạ dạ em về tới Long Thành có bao sữa mà khúc nào. Dạ sữa bò Long Thành. Sữa bò hả? Rồi mày đứng đó đợi đi, anh tới đuôi con bò rồi nè. Dạ không, về tới cầu rồi. Cầu nào? Cầu Cần Thơ. Dạ cầu Cần Thơ. Mày khùng á, mày đi đâu qua đó? Đi vòng cho nó bao. Dạ dạ nói vậy chứ em đi về tới Sài Gòn cầu kiệu. Cầu kiệu mà khúc nào? Khúc để ta nói số mấy đường gì? Dạ số. Để ta. Anh sao bùm? Sao mày? Dạ con là cậu của Nhật Cường nè. À cậu hả? Sao? Dạ nó ở cầu kiệu không có số, anh ở dưới gầm cầu mà anh. Mũi giả lá chùa đòn, thiếu nợ nhiêu tu trả. 300 chai. Thiếu nợ anh 300 chai phải không? Giờ mỗi ngày em tới ăn thịt chó trừ được không? Mày nhắm tao ăn nhiêu con trừ hết mày? Ăn chừng 5 chứ nhiêu. Giờ tao không thích ăn thịt chó nữa. Anh thích ăn thịt gì anh? Tao thích ăn thịt thằng cháu mày. Nãy giờ em nói đàng hoàng mà anh cứ cương phải không? Bây giờ muốn gì? Lại đây. Biết chỗ là nó giết em chắc nó dữ lắm. Vợ đánh mà không có lại nữa. Vợ chửi mà làm chân là bất bạo động. Dạ. Mày đang nói chuyện sao mày cúp ngang vậy mày? Dạ thông cảm cho vợ, cái thằng nhỏ dưới gầm cậu lấy nó gọi. Cậu mày có tiền trả không mà đứa? Dạ cậu. Mày có ta. Ê sao bùm? Nãy tao nói nhỏ nhẹ hoài không nghe, mày cứ điện làm phiền cháu tao hoài à. Một là ăn thịt chó trừ nợ, hai mày muốn chém lộn không? Xách hàng tới đây, chết thằng nào bỏ thằng đó. Không chết không về mày. Nếu cháu tao chết coi như xù nợ. Nếu mày chết coi như nợ cũng xù. Tao hẹn mày tới gầm cầu bông, mày tới liền cho tao. Tao nói gì nói hả? Tao thách đấu cho mày rồi đó. Bây giờ ở đây mày chờ chém lộn nó đi, tao về tao lo hậu sự cho mày. Alo. Mày gan quá, mày đưa cho cậu mày chửi tao ha. Ồ sao anh biết hay vậy? Tao ở sau lưng mày nè. Đâu? Trời, mày chỉ nghe rõ quá. Mày còn chơi cái trò cũ hả mày? À, giờ chơi trò cái gì? Trò từ hồi mà mày đá ông địa ông thần tài ra ngoài đường tới giờ mày còn đổi hả mày? Giỡn rồi. Cái tay giờ ha. Đau. Cái này bị thiệt. Thiệt hả? Dạ. À, hiểu rồi. Mày thiếu nợ thằng kia 1 triệu cho người đập cái búa vô tay mày gì? Ủa sao anh biết hay vậy? Thằng đó ba tao. Thiếu nợ tao 300 chai tính sao? Anh nợ là phải trả. Em nợ anh 300 chai. Ờ. Bây giờ trả bao nhiêu? Ba sĩ hả mày? Dạ. Anh cho em 1 tháng sau trả. Tháng? Dạ. Chà. Nghe xong mà ngứa cái vai bên phải quá. Ồ, quá đẹp. Trời ơi, hồi xưa anh sắm có 1 hàng thôi. Rồi bây giờ sắm tới 2 hàng luôn. Hận kẻ thiếu tiền, thù người lâu trả. Cho em nửa tháng em trả. Nửa tháng mày trả? Dạ. Chà, nghe sao đau cái vai bên trái quá. Ê, em biết rồi, khỏi mở. Cái này là cái đau chém mỗi tay. Bây giờ anh sắm cây khác rồi. Cái gì vậy? Quá, cây gì có cái bắp chuối đẹp quá vậy ta? Cây B40. Dạ, một tuần sau em trả. Một tuần mày trả? Dạ. Anh đồng ý với mày đó. Nhưng mà không biết. Anh ngứa ngứa biết, cái biết bụng. Con thỏ nó có cái mỏ nó nhảy ra vui lắm. Vậy, anh xăm cái khác rồi. Anh xăm gì? Quá, xăm cái lưỡi câu. Vậy, dấu chấm hỏi. À, dấu chấm hỏi cha, cái dấu chấm nó lụt sâu á. Cái rúng anh. Dạ, anh chấm cho cháu hỏi là ý sao vậy anh? Ba câu hỏi. Mày thiếu tiền tao phải không? Dạ đúng. Mày có trả không? Dạ trả. Rồi câu thứ ba mày biết câu gì không? Không trả được không? Vậy. Câu thứ ba là dành cho vợ em hỏi anh. Dạ là câu gì vậy? Xác chồng tôi đâu? Em hứa ngày mai trả liền. Đúng ngày mai trả nghe chưa? Dạ. Mày mà sai hứa một lần nữa là mày chết với tao nghe chưa? Dạ mày. Em hứa mà. Cái gì vậy? Gì mà đông quá trời vậy? Không được. Anh Nam anh tới. Nếu mà anh Nam tới anh nói đừng có em ở đây nha. Không được đâu. Mày làm gì mày sợ nó? Tại vì em nợ anh. Trời mày nợ mày đứng đây mày nói chuyện xuống tao đứng. Không được. Đưa tiền hết làm sao có đưa tiền đưa chắc được. Bây giờ mày mày trả tao nghe. Dạ. Đi trốn liền cho tao. Mẹ lên. Cảm ơn. Đại ca đi. Yeah. I'm bringing, let's go.
Mày ra biểu. Tao dặn mày bao nhiêu lần rồi, nhạc bọn mày vô là hung hồn, đến khi tao xuất hiện kìa con bướm vàng là sao? Em tính làm cho đại ca ấn tượng. Người ta coi tao là con nít, hiểu chưa? Dạ em hiểu rồi, chắc tại cái đĩa nó nhảy á. Tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi, tại sao mày không đổi dàn máy khác? Thấy mấy tụi nó đói quá mua là đồ. Tao không cần biết, ngày mai đổi dàn máy khác cho tao. Dạ đại ca yên chí đi, ngày mai em sẽ mua một dàn máy với 6 cái loa. Mày mua làm chi dữ vậy? Cho mỗi thằng đeo một cái. Thôi cho thêm mày cái xe. Gì đại ca? Bán kẹo kéo chứ làm chi. Mày khùng hết. Tiền đâu? 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 Ai biết? Trời ơi. Mày ngu quá vậy mày. Tiền trong túi thì sao không chỉ? Tiền trong túi anh ai thấy mà chỉ. Đại ca. Tiền đây. Cường đâu? 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 Nó đi trốn rồi. Trời ơi. Tao dặn mày hoài, mày lựa những hàng đi theo tao là phải là hot boy, mày hiểu không? Mày lựa ngay một cái mặt mày cô hồn vậy hả? Em đâu biết này đâu đại ca. Nàng nào? Nó đâu phải trong băng mình đâu. Tôi có biết gì ông đâu, tự nhiên vô lính ông. Mày là người ngoài hả? Sao mày lại biết thằng Cường đi trốn hả? Thì nãy giờ nó nói gì, nó thiếu nợ ai đó rồi nó trốn, nó không có tiền trả. Thiếu nợ ai? Nó nói nó thiếu ông, nó thấy ông tới nó trốn rồi. Bậy. Tao là người thiếu nợ nó. Bậy không á? Ông thiếu nó sao nó trốn? Tao thiếu nó. Ông nói thiệt không? Tao thiếu nó tất cả đó là. Anh Nam, anh Nam. Anh về nhà đi, lát em ra qua sẽ ghé thăm anh ha. Ghé thăm cái gì, tao thiếu tiền tao trả mà, chỉ ghé thăm anh cái Nam. Gì? Gì? Vậy hả? Mày làm gì vậy? Mày khùng quá. Về cái gì? Trên giang hồ này tao nổi tiếng là một thằng uy tín. Thua phải trả, nợ là phải chung. Ngày hôm nay mày thắng tao 50 triệu tiền cá độ đá banh, tao chung mày 50 triệu đó, đếm đi. Nó cá độ ăn ông anh 50 triệu hả? Đúng. Hồi hôm qua Manchester với lại Manchester City nó bắt kèo dưới, nó thắng tao 50 triệu. Ủa gì kỳ vậy ta? Kỳ là sao? Ủa sao nó đánh bên tôi, nó đánh em mù? Nó đánh mày kèo trên hả? 50 triệu luôn. Ủa sao kỳ hả? Sao tự nhiên kèo dưới kèo trên nó bắt cùng giá như nhau, tự nhiên đứng giữa lỗ lai chơi là sao trời? Mà tao không cần biết, tao thua mày thì tao chung. Vậy thôi. Đúng, ông anh nói đúng. Thua là phải chung đúng không? Ừ. Nợ là phải trả. Đúng. Bây giờ mày nợ tao 300 chai, tao lấy 50 trước, còn 250. Chừng nào người ta chung mày, mày mới được quyền lấy, mày hiểu chưa? Làm sao? Mày không biết hả? Chung là vậy, cầm tay người ta đặt tiền lên là chung. Còn tự nhiên trên tay người ta cầm tiền mày giật ra vậy là mày ăn cướp, hiểu chưa? À, hiểu, hiểu. Mày muốn gì thì đợi cho nó chung mày đàng hoàng. Ừ, được rồi, ông anh muốn tự tay nó chung tôi đúng không? Đúng. Bây giờ mày có chung không? Ủa mày xăm cái gì vậy? Dấu chấm hỏi hả? Ủa sao tự nhiên dấu chấm hỏi là sao? Dấu chấm hỏi. Cha ơi cha là ai? Mẹ ơi mẹ là ai? Hay thằng nào giật tiền nó mà không trả là con của thằng đó sẽ bị mồ côi. Ủa sao, sao tự nhiên mày sợ mày chung tiền liền cho nó vậy hả? Nè, còn 250, ngày mai tao qua tao lấy. Đừng có giỡn mặt với tao nha. Ê. Dạ. Ra biểu. Ngày mai mày về mày xăm liền cho tao một cái dấu. Em biết rồi. Ừ.
Dấu chấm hỏi đúng không? Dấu chấm hỏi làm chi? Dấu ngã. Dấu ngã là sao? Thằng nào thiếu tiền tao mà không trả, tao sẽ cho nó ngã liền, hiểu không? Ý kiến gì? Ý kiến, anh sao phải dấu khác hay hơn? Dấu gì? Dấu chấm hết đi. Dấu chấm hết. Có nghĩa là thằng nào gặp tao thằng đó sẽ chết. Dạ đúng. Mà mày khùng hả mày? Nó chết mà làm sao nó trả tiền được cho tao? Nè, có ý kiến gì? Dạ. Đại ca xăm dấu chấm phẩy đi. Tại sao lại là dấu chấm phẩy? Thằng nào nó không trả, đại ca khắc nhượng nó, nó đi dấu chấm phẩy. Hay. Còn mày, mày có thể qua mặt được mọi người nhưng mày không thể nào được qua mặt được tao ha. Mày rửa tiền đúng không? Mày giàu lắm. Chỉ có những thằng rửa tiền mới vừa đánh kèo trên vừa đánh kèo dưới lỗ lai chơi vậy thôi. Nè, ngày hôm nay tao coi mày là anh em của tao. Dạ, tao sẽ giao cho mày một cái máy. Mày muốn rửa tiền bao nhiêu cũng được. Ngay ngày hôm nay. Ê, chào anh đầu tiên tôi đây. Mày tin tao đi. Dạ, cảm ơn. Khi anh. Mày đã là anh em của tao rồi thì không ai dám đụng đến mày. Dạ. Là vì thực lực của tao. Mấy ông nội, con đang nói chuyện. Mày thấy thực lực của tao chưa? Con lạy mấy ba. Bọn mày làm việc y như cái máy vậy đó. Cứ nghe đúng cái chữ đó là bọn mày. Mày phải tin vào cái thực tế. Tao giết bọn mày. Tao nói thực tế nha. Thực tế là khu vực này là tao cai quản. Dạ. Hiểu chưa? Dạ. Tối nay cứ xuống xác cho tao. Dạ cảm ơn anh. Anh em. Dạ. Dạ. Yeah. Đại ca dê. Yeah. Hey. Trời đất ơi, nó lùn chút mà nó còn đi lộn hướng nữa. Anh Nam, máy này nó có vỏ anh. Nó có vỏ tao chết liền. Nó chỉ biết múa thôi. Mà 3 tháng nay múa chưa đều, ngày nào cũng tập. Nhưng mà yên tâm ha, tối nay xuống xác cho ngon lành nha chưa. Dạ. Anh em. Dạ nó về hết rồi. Mày la giùm tao đi. Anh em. Dạ. Yeah. Đại ca về. Giỏi. Kìa con bướm vàng, kìa con. Tao giết mày liền á. Tao dị ứng cái bài đó nha chưa. Để bên trong em nghe. Để tự tao nói mày. Dạ. Anh em. Dạ. Yeah. Đại ca về. Rồi vô bánh rồi. Có một người tưởng mình là rửa tiền. Xưa nay mình nằm kẹo trên mình chết hoài. Bây giờ phải chuyển hướng nằm kẹo dưới. Có bao nhiêu đổ vô máy nằm. Xuống xác ở nằm dưới. Con bán được nhiêu tờ rồi? Dạ sáng giờ con bán được 20 mấy tờ luôn rồi. Sáng giờ bán được 20 mấy tờ hả? Còn mẹ, mẹ bán được nhiêu sao rồi trái cây của mẹ còn nguyên vợ? Ờ, mẹ bán mới có được con 2 trái xoài với 3 trái ổi à. Đau cái chân quá. Ui da. Đói bụng không? Dạ thôi. Mẹ nhức cái chân quá đi suốt à. Mẹ ơi, trưa nay phải ăn ổi với trò thay cơm quá. Con rất là thèm cơm. Hồi đó mua cho con cơm gà, bây giờ không có. Thấy con ngủ lúc nào con cũng mơ con đang ăn đùi gà. Ừ, thôi ráng đi. Trưa nay mẹ hứa luôn, mẹ đi mua cơm có đùi gà cho con ăn nha. Dạ. Ừ, thôi ráng nha. Bây giờ nè, ăn đỡ đói trước đi. Khoai nha. Thôi. Ôi mẹ đây. Sao nhà đẹp cũng ở? Đi ở chuồng heo. Để cho mấy bạn con á, vui nói là yên bên hôi heo. Hôi heo là hôi làm sao? Là con ở với heo hôi heo á. Ờ thì ba con nó có công chuyện cần tiền nhiều nên phải bán nhà nữa.